Chào mọi người nha, mình đang ở trực tiếp cái đám cháy ở cái lò mở cá ở dưới Lê Dung này nha. Cháy khủng khiếp luôn mọi người. Xe cứu hỏa 23 chiếc đậu ở trước nha. Đây là mình đi tiếp cận gần với cái đám cháy luôn. Hai ba máy hồi sớm sớm giờ chạy kìa, mà chưa tắt nữa. Bơm phòng rượu nước đem máy xuống sông luôn mọi người. Thì cái máy của hai mệt quá. Lửa lên đây quá luôn mọi người, chắc cháy lan qua mấy cái chạy đi luôn á. Máy cứu hỏa ở trên bơm bồn chịu hết nổi rồi, đất này mới khi xuống sông nha, mới hỗ trợ khi xuống. Cái nằm đứng dưới gió lửa nó nạp vô rất là nhiều nha. Kiếm một đầu dây nữa. Kè ống hôm qua kìa. Kèo ơi, Hâu ơi. Quá, dắt này gió nó lùa về hướng bên đây không mọi người. Mình đang đứng ở dưới gió luôn nè. Kìa, cháy lan qua bên đây. Mở nó cháy dữ lắm, cháy không hết luôn nha mọi người nha, cháy hoài luôn. Hai ba máy hỗ trợ hai ba đầu luôn mà vẫn dập
nãy giờ không bao giờ tắt được, nó còn cháy ngầm ở trong á. Cớp dây chúng không đủ mạnh để bắn rồi. Cớp dây xuống nước yếu quá rồi, máy chụp cặt luôn rồi. Chạy bóng đèn chiếc ô tô, chiếc ô tô này nãy trong đám cháy gì đâu mà nổ kinh kinh. Trong nó gùi cho cháy kinh khủng luôn. Cái quả này bắt lực rồi kìa. Giờ mới đi qua đó, đi qua nhà mất. Qua tới cái nhà luôn. Thank you.
không có nạn gì bằng nạn cháy, quá khủng khiếp luôn mọi người. Này là chế biến cái xưởng nấu mỡ cá, nổ rồi nổ nó bốc rồi luôn. Ở trên là những tấm pin năng lượng mặt trời hư luôn. Không tắt nổi luôn. Đây là tài sản. Đây là những dụng cụ tài sản trong gia đình đem ra đây nha mọi người. Chân giữa cháy kìa. Trong phía trong bên trong là toàn là lửa không nha mọi người nha. Cháy quá kinh khủng luôn mọi người. Đây là những cái bồn chứa mỡ nha. Máy của lực lượng cứu hỏa. Cứu quả một bất lực luôn vậy. Cái tấm pin năng lượng mặt trời đấy. Giờ cũng dài tiếng hồ rồi mọi người, nhưng mà đám cháy nó vẫn còn nha. Nhưng mà giấc này khói đen tạm thời hết rồi, lên khói trắng rồi, chắc cái chất mỡ nó cháy hết rồi. Có thể là giấc này không chế được đám cháy rồi nè.
còn người ta thì vẫn còn đông nha. Những người ở trước thì ta về trước hết rồi, còn những người đi sau á, họ tò mò họ vô vô sau nha. Đám cháy chắc này cũng hơi ngưng rồi mọi người, hơi ngơi rồi. Lửa chắc này cũng dập được 60% rồi, kiểu như là hết luôn rồi. Rồi, vậy thôi chắc có lẽ mình xin kết thúc clip này đây luôn mọi người. Chào mọi người luôn nha.